Giang Nguyễn. Xin chào mọi người. Xin giới thiệu mọi người, đây là bác tài Khánh Nguyễn. Rất đẹp trai, đang đưa gia đình đi trên Ba Vì. Và đây là em Hoàng. Chuyên chinh phục các cung đường phố Hoàng Quận. Phía sau đây là quân con của nhà Phượt, cũng chinh phục các cung đường. Đây là An, An Vũ. Nhưng đây là mẹ mình, mẹ Đỗ Thị Thành, một trong người rất xinh gái của làng Cẩm Hoa. Và coi như là đã bố mình đã chinh phục mẹ mình và đã đẻ cho anh em mình toàn người đẹp trai gái cả. Đây là mẹ của em Hoàng, bên cạnh em Quỳnh, Quỳnh xinh gái. Mẹ của Hoàng thì cũng đã đi cùng gia đình một số cung như cung vực Cao Bằng. Sau đây là mấy cô em gái nhà mình toàn chân dài thôi. Đây là em Hoa Lê. Hoa Lê, đây em Hoa Lê. Hoa Lê rất trẻ nhưng đang nghỉ hưu. Đang hưu nhưng bây giờ về làm thêm. Đại gia bây giờ ăn mấy lương cơ. Còn bên cạnh là em Kim Phượng. Kim Phượng Uốn trông rất trẻ nhưng mà lên chức bà lâu lắm rồi. Lên chức bà lâu lắm rồi. Đây tiếp tục là em Xuân Bình. Xuân Bình em Xuân Bình cũng hay đu đòi, chuyên đu với đội nhà giàu thôi. Bên cạnh đây là đây hôm nay là tổ chức cuộc chơi đây. Tuấn Béo, Tuấn Đại Gia, bên cạnh Tuấn Đại Gia là Hoàng Tân. Hai cháu có thể coi như là trả lời một chút xíu ngày xưa Tân chinh phục Tuấn thì Tuấn chinh phục Tân. Quan điểm của cháu là không yêu đương và không có tính chuyện tương lai, ai ngờ vẫn va vào nhau. Thế cháu Tân thế nào? Thấy đến ngày giờ phút này ở bên cạnh Tuấn có em Béo thấy có ổn không? Đêm anh ấy to hơn ai? Chắc chắn là không phải là cháu rồi, là cháu ngủ ngoan nhất nhà. Đây là Sâu. Đây, con Sâu đây. Con Sâu này, Sâu xinh gái này. Xinh gái để Sâu đang xấu hổ, đang ngồi bên cạnh mẹ mình này. Và đây cháu Phương Dung. Bên cạnh cháu Dung Dung là người mẹ rất đẹp gái và trên đất Hà Long. Không hiểu ai đã chinh phục và đưa được về Hải Phòng. Đây cháu Cảnh. Đẹp trai, Cảnh đẹp trai. Đếm hết trên con trận luôn. Thế thông qua chị Dung giới thiệu thì Cảnh hiện nay cũng bao mối tình rồi. Đó. Câu hỏi của cháu sao biết được? Cháu không biết được quá. Nhưng mà rất nhiều như hiện nay đang cô đơn đúng không? Không, cháu không biết được. Và sau đây phía sau là chú ba rẻ đẹp trai. Ba rẻ với anh chẳng nghiện học cái gì cả. Chỉ muốn nghiện vợ thôi. Vợ đi đâu được mất ngủ. Theo vợ thôi. Chú rể xong thưa rể cả thì là Phạm Đình Minh. Một trong tay vợt kỳ cựu. Bánh hồng mười mấy xét không biết mệt là gì cả. Còn bên cạnh là chú Khôi. Cũng đã từng vác búa coi như là làm công việc cơ khí rất nhiều. Chuyên nghiệp đấy. Vâng, bây giờ cũng đạp xe đam mê và đã từng vơi đạp đi mới chập chững vào nghề nhưng mà đã đạp về toàn Hải Dương. Và bên cạnh nữa là chú Thắng rẻ út, một trong tay cơ coi như là tập tạ tay giỏi nhất nhà. Chủ tịch đồng chí của coi như là chuyên về mảng coi như là điện tử. Nếu mà ai mà âm thanh trục trặc thì gặp chú Thắng là coi như mọi việc đều xong hết. Và sau đây Giang Nguyễn thì vừa rồi là cũng có một số cái nội dung vậy. Nếu mà ai xem cảm thấy cái video này có ý nghĩa thì cho xin một like. Xin cảm ơn mọi người.